toàn bộ ảnh cưới cực nóng của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trước thềm hôn lễ. Loạt ảnh cưới khiêu vũ lãng mạn của cặp đôi hot nhất showbiz Việt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và nhận được nhiều lời khen ngợi. Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ khi hỏi ông xã Kim Lý về kế hoạch tổ chức đám cưới. Khi diễn viên Việt Kiều không hiểu câu hỏi tiếng Việt của người dẫn chương trình, Hà Hồ liền phiên dịch bằng tiếng Anh: "Will you marry me and Quinn? Anh có cưới em không và khi nào tổ chức đám cưới?" Kim Lý liền trả lời: "Tôi chắc chắn sẽ cưới Hà vào cuối năm nay." Đồng thời Kim Lý cũng cho biết đang rất hạnh phúc và sẽ thực hiện ngày lễ ấm cúng cho gia đình. "Tôi vẫn đang lên kế hoạch cho đám cưới, nếu đúng thời điểm nó sẽ đến", anh nói. Ngay lập tức, dân mạng xôn xao về câu trả lời của Kim Lý và mong chờ một đám cưới ngôn tình đẹp như mơ diễn ra vào cuối năm nay. Thế nhưng những bức ảnh cưới của cặp đôi đăng tải trước đó lại khiến cộng đồng mạng sôi sục. Trong bộ ảnh cưới, cả hai cùng nhau khiêu vũ, trao nhau ánh mắt tình tứ trong khung cảnh lãng mạn. Cùng với đó, mẹ ba con xúc động viết: "Thời gian trôi nhanh thật, mới còn ngại ngùng, đùng cá thêm mấy đứa con. Hai đứa mình vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn thương yêu và chia sẻ mọi thứ, cần thế thôi là đủ. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khỏe, vì đó là thứ mà trước khi đi ngủ anh và em vẫn thường nắm tay cùng cầu nguyện." Còn đối với Kim Lý, anh cũng dành những lời yêu thương đến cho người phụ nữ của mình: "Điều anh yêu ở em là dù có như thế nào, em luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Lisa, Leon và Harry, không thể có một người mẹ nào tuyệt vời hơn như thế. Và đó là điều quan trọng nhất. Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta và nhiều năm sau nữa", Kim Lý viết. Hiện tại Hồ Ngọc Hà đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Kim Lý và các con. Nhắc đến chuyện tình cảm, nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi sẽ không vì mọi người mà giấu giếm. Vì tôi nghĩ tình yêu đâu phải là đi ăn cướp, ăn trộm mà phải giấu giếm. Tôi phải sống cho chính mình nữa. Tôi đã đi qua cái thời khắc đẹp nhất trong quãng đời của tôi. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy mình sống vì mọi người quá, nên tôi không được sống đúng với những gì tôi được tận hưởng, thành ra tôi lại ân hận. Tôi không giấu nhưng cũng không khoe, vì tôi không muốn cho mọi người nghĩ rằng với Hồ Ngọc Hà, tất cả chỉ có tình yêu."